Thung lũng đại dương, những ngày cuối cùng của năm cũ. Hôm nay Hiệp sẵn đi ngang đây chia sẻ một chút xíu những cái thông tin cho các anh chị quan tâm đến bất động sản Phan Thiết nha. Hello, xin chào tất cả các anh chị quay trở lại kênh của Hiệp. Thì trong video clip ngày hôm nay, một trong những cái ngày gần như cuối cùng của năm, và đây là một trong những cái video cũng là gần cuối cùng rồi, Hiệp xin kính chúc các anh chị đón một cái Tết an khang, thịnh vượng, sức khỏe và thành đạt trong công việc, đón được cái năm mới dồi dào, tài lộc. Và hiện tại thì Hiệp đang đứng ở khu vực thung lũng đại dương anh chị. Công ty thì đã nghỉ rồi, nhưng Hiệp có một số cái công việc cá nhân thì ghé lên đây và cũng chia sẻ cho các anh chị một số cái thông tin xung quanh cái khu vực này. Thực ra ở trong cái khu vực này vẫn là một trong những cái khu vực Hiệp đánh giá rất là cao trong khoảng thời gian vừa qua và cả những thời gian sắp tới. Bởi vì một điều đơn giản như thế này anh chị, trong hơn 2 năm dịch thì cái khu vực thung lũng đại dương này anh chị gần như là không tăng giá đáng kể. Và có những khoảng thời gian cuối năm như thế này, vài tháng gần đây thì nó mới bắt đầu được chú trọng. Thì tại sao mà khoảng thời gian đây nó tăng giá khá là nhanh, còn trước đây thì không? Hiệp xin chia sẻ một chút xíu thôi để cho anh chị hiểu hơn. Cái thứ nhất là trong một khoảng thời gian dài dịch cách ly các kiểu, kinh tế cũng bị suy thoái khá là nhiều. Đó là một trong những cái yếu tố mà khiến cho cái tính thanh khoản cũng như là cái sự tăng giá khu vực này nó không thực sự tốt. Nhưng mà đối với một nhà đầu tư, quan điểm cá nhân của Hiệp là đối với một nhà đầu tư thì mình có phân tích kỹ thuật, có cái tầm nhìn anh chị, có tầm nhìn. Và bởi vì dịch là nó ngắn hạn thôi, còn cái vấn đề phát triển kinh tế, quá trình đầu tư là một cái tầm nhìn dài hạn. Cho nên là trong suốt cái quá trình dịch, Hiệp luôn chia sẻ những cái thông tin cho các anh chị. Và rất nhiều anh chị, rất nhiều anh chị đã đầu tư đúng ở khu vực này và bây giờ bắt đầu có kết quả. Tuy nhiên đây không phải là kết quả cuối cùng, Hiệp xin khẳng định lại, không phải là kết quả cuối cùng đâu anh chị. Nó vẫn còn có rất là nhiều cái thông tin tích cực trong khoảng thời gian sắp tới. Và khoảng thời gian vừa qua thì lạm phát mới chớm thôi anh chị, lạm phát mới chớm thôi. Cho nên nó không phải là cái điểm dừng. Và để đầu tư một cái bất động sản hiệu quả anh chị, đầu tư một bất động sản hiệu quả thì nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Vừa rồi Hiệp phân tích một phần yếu tố về mặt thị trường. Cái yếu tố thứ hai Hiệp phân tích đó là về cái yếu tố về cung cầu anh chị. Thì cung cầu ở đây, một cái khu dân cư hạn chế anh chị, nó hạn chế về mặt số lượng. Tuy nhiên cái vị trí của nó, cái pháp lý của nó rất là ổn. Thì anh chị hãy dùng cái vị trí này nè, dùng cái thung lũng đại dương này nè, mô hình hóa nó lên. Và anh chị có thể đầu tư ở những khu vực anh chị sinh sống hoặc ven khu vực anh chị sinh sống cũng được. Thì cái video clip này Hiệp không phải là để bán thung lũng đại dương nha anh chị. Mà Hiệp muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình đã làm, đã được chứng thực qua cái khu vực thung lũng đại dương này. Cái quan trọng nhất là nó đã được chứng thực, cái phân tích kỹ thuật, cái dự đoán, cái phán đoán của Hiệp là nó đã chính xác, nó mang lại cái kết quả hiệu quả. Anh chị có thể mô hình hóa nó lên để áp dụng vào trong cái khu vực của anh chị sinh sống á. Anh chị đã tốn thời gian coi của Hiệp rồi, tốn cái công sức, tốn cái thời gian theo dõi kênh của Hiệp thì anh chị sẽ có lại những cái kết quả nó tốt đẹp, nó tích cực. Chứ không nhất thiết là phải mua bất động sản ở thung lũng đại dương hoặc mua từ Hiệp. Cái mong muốn của Hiệp lớn hơn đó là chia sẻ đi được những cái giá trị anh chị, chia sẻ đi được những cái giá trị. Còn trong cái quá trình mình bán hàng đó chỉ là một phần mang lại cái giá trị cho những khách hàng mà đã làm việc với bên Hiệp thôi. Chứ còn trong còn rất nhiều khách hàng chưa có điều kiện, chưa hội đủ duyên, chưa mua được bất động sản bên Hiệp. Nhưng các anh chị đã coi cái kênh của Hiệp thì Hiệp luôn mong muốn mang lại những cái giá trị tốt đẹp cho cả những anh chị mà chưa mua của bên Hiệp nha. Chứ không phải là chỉ có những anh chị mua rồi thì Hiệp mới chia sẻ, không đâu. Những anh chị mua rồi, Hiệp vô cùng cảm ơn. Tận ngày hôm nay, Hiệp vẫn đang tiếp một anh khách bay từ Hà Nội vào đây. Chính xác là trước đây là anh khách thôi, còn bây giờ là một người anh em. Cho nên Hiệp may mắn có rất nhiều người anh em ở khác khắp các nơi yêu quý, chia sẻ. Và thông qua cái video này, một lần nữa Hiệp xin cảm ơn tất cả những anh chị đã, đang và tiếp tục sẽ ủng hộ cái kênh của Hiệp, ủng hộ công ty của Hiệp, ủng hộ cách làm của Hiệp trong khoảng thời gian sắp tới. Hiệp xin tri ân một lần nữa đối với các anh chị là đã tin tưởng, đã ủng hộ. Rất nhiều anh chị luôn tin tưởng ủng hộ đến mức độ mà đến giờ này anh chị vẫn chưa thấy cái đất của anh chị, chưa đến tận nơi, chỉ thấy qua hình ảnh chuyển tiền cho Hiệp. Hiệp rất là cảm kích và Hiệp luôn phải nói là vô cùng cảm kích với những khách hàng như vậy anh chị, chuyển tiền nhiều trăm triệu mà không phải lo lắng bất cứ một điều gì.
thực sự là Hiệp nể trọng những con người như vậy. Không phải ai cũng dám làm việc này anh chị ạ. Hiệp phải công nhận là không phải ai cũng dám làm việc như thế này. Không phải ai cũng dám chuyển nhiều trăm triệu cho người khác. Cho nên là Hiệp hay chia sẻ với anh chị, đó là một cái động lực, cũng là một cái áp lực. Hiệp luôn nhớ đến những cái điều này để phấn đấu làm tốt hơn. Rồi quay lại thông tin, đến một cái yếu tố thứ ba nữa Hiệp muốn chia sẻ với anh chị. Một yếu tố thứ ba Hiệp chia sẻ luôn cho các anh chị nha. Những yếu tố này nó cực kỳ quan trọng anh chị ạ. Nó giúp cho anh chị có thể kiếm được nhiều tiền hoặc là tránh được mất tiền. Yếu tố thứ ba đó là những cái yếu tố về mặt gia tăng hiện hữu, gia tăng giá trị hiện hữu ha anh chị nha. Đây là một cái phần chuyên sâu trong những cái khóa học rất chuyên sâu thì mới được training, chứ còn bình thường là không được anh chị. Hiệp chia sẻ thẳng luôn, bởi vì không ai chia sẻ mà miễn phí mà đến tận cùng của câu chuyện. Hiệp xin khẳng định luôn, bởi vì nếu chia sẻ miễn phí mà tận cùng đến câu chuyện thì những cái lớp học tính tiền anh chị, lớp học tính tiền bán cho ai? Và những cái lớp học bất động sản bản thân Hiệp cũng có tham gia anh chị, nó rất nhiều trăm triệu để học một khóa chuyên sâu chứ không phải là đơn giản. Nhưng tuy nhiên trong cái giới hạn video này Hiệp chia sẻ thêm một cái phần Hiệp đánh giá nó là cực kỳ quan trọng, đó là anh chị hãy tính tiềm năng tăng giá của bất động sản của anh chị bằng cái việc là giá trị gia tăng một cách hiện hữu. Giá trị gia tăng một cách hiện hữu có nghĩa là anh chị đừng nghe tin đồn, không nghe tin đồn mà hãy kiểm chứng anh chị. Và khi những cái thông tin này, những cái thông tin tích cực nó trở nên hiện hữu, nó không phụ thuộc vào cái yếu tố là lên xuống thất thường, yếu tố làm giá ha, yếu tố may mắn, mà anh chị phải phân tích kỹ thuật để nắm được những cái thông tin một cách chính thống, chính xác và có thể thực thi, thì anh chị hãy xuống tiền đầu tư. Đôi lúc mình đầu tư quá sớm anh chị, đầu tư quá sớm thì anh chị sẽ có một cái rủi ro đi kèm, đó là cái dự án đó không thể thực hiện được, không thể thực hiện được thì anh chị sẽ bị dính ở trong đó luôn. Và khi nhà đầu tư, một số nhà đầu tư quá nhạy cảm hoặc là nghe theo dư luận anh chị, nghe theo cái trào lưu á, thấy ai cũng đầu tư cái khu vực đó cái mình bắt chước mình nhảy theo mà không có những cái thông tin kiểm chứng, không có những cái người mà họ hướng dẫn chia sẻ cho anh chị một cách chân thành, thì đôi khi mình vào thị trường đó và mình nằm luôn, không ra được. Và hầu hết các nhà đầu tư bị thổi giá, bị ảo giá là vướng trong cái tình trạng này nha anh chị. Và hôm nay trong cái video ngày hôm nay là một trong những video cuối năm, chia sẻ với anh chị, một là anh chị hãy mô hình hóa một số cái khu vực, một số cái phân tích kỹ thuật nó đã được kiểm chứng và thành công để anh chị áp dụng vào trong cái cuộc sống, áp dụng vào trong cái quá trình đầu tư các anh chị. Cái thứ hai nữa là không nghe những lời đồn thổi, những cái thông tin mà mang tính chất làm giá để anh chị có thể là bị gặp rủi ro khi mà quyết định đầu tư, mà hãy đầu tư vào giá trị thật anh chị. Đầu tư vào giá trị thật thì nó sẽ mang lại hiệu quả cho anh chị, và giá trị thật vẫn có thể gia tăng được rất là nhiều, nhưng cái tính hiệu quả nó cũng cao lắm nha anh chị. Đó, đó là những cái chia sẻ chân thành trong một cái video cuối năm Hiệp mong muốn gửi đến các anh chị. Và những anh chị nào, một là anh chị may mắn đã hiểu hết những kỹ thuật này rồi, thì Hiệp xin chúc mừng các anh chị. Anh chị là một trong những nhà đầu tư khả năng thành công là cực lớn, cực cao ha, khả năng thành công là cực cao. Còn anh chị nào may mắn mà chưa biết những cái phân tích này, chưa biết được những cái kỹ thuật này, thì anh chị có thể áp dụng những kỹ thuật này, nó sẽ mang lại rất nhiều giá trị cho anh chị trong suốt quá trình đầu tư của mình, suốt quá trình đầu tư của mình luôn nha. Rồi, Hiệp sẽ tạm dừng video này ở đây. Cảm ơn anh chị. Chúc anh chị đón một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Còn vài ngày nữa cuối năm, nếu có đủ thời gian, Hiệp sẽ tiếp tục làm video. Còn nếu không, Hiệp sẽ xin hẹn lại anh chị ở trong những cái video vào năm mới nhé. Rồi, thay mặt cho công ty Hiệp Bình Minh, cảm ơn tất cả các khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ. Xin biết ơn các anh chị. Bye bye, hẹn gặp lại anh chị ở video tiếp theo nha.